Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn dòng sản phẩm DJI Mavic Air E2 nha các bạn, chứ không phải E nha. Dòng sản phẩm này được sản xuất năm 2020, một dòng sản phẩm mới của DJI. Đó, hôm nay là trên tay mình đang cầm là cái bộ combo. Thì cái bộ này mình cũng giới thiệu cho các bạn, thì nó sẽ gồm có túi nè các bạn, và cánh, các cái bộ cánh và con Mavic E2 remote và hai pin và bộ filter. Đấy, mình giới thiệu cho các bạn. Đây, đó, cái dòng này thì các bạn có thể là sử dụng được trên các cái nền tảng Android và iOS. Đây, bộ Mavic Air 2 combo Blimor combo này các bạn. Đây, khi các bạn mua sản phẩm này về, các bạn tải cái app DJI Fly trên Android hoặc trên App Store hoặc là Google Play. Đây, đó, cái dòng này là dòng FCC. FCC là cái dòng bay xa nhất hiện giờ của DJI nha các bạn. Đó, hỗ trợ rất là nhiều các cái tính năng. Và đây là bên trong cái hộp thì nó sẽ gồm có các cái túi này, pin này, tay cầm, jack, rồi rất là nhiều. Thì tí bắt đầu mình sẽ mở cái hộp này nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ mở nè. Đó, mở hộp cho các bạn xem. Đó. Ồ, rất là đã nha các bạn. Đó. Ồ, hộp rất là thơm. Đó, đây. Đó, các bạn nhìn thấy hộp cứng rất là đẹp các bạn. Hộp này có thể đựng đồ rất là đẹp. Rồi, mình để đây. Rồi, bây giờ là trong này là một cái túi nè các bạn. Một cái túi đựng đồ chơi đầy đủ hết á. Đây, túi. Đây, cái túi này. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái túi đầy đủ. Và ở đây là cái bộ catalog hay gì đây, thì mình mở ra cho các bạn. Ồ, không phải catalog nha các bạn. Đây là cái bộ bộ cánh nè các bạn. Đây, bộ cánh nè. Đó. Rồi, thôi mấy cái này mình để sau để mình mở cái túi ra coi có cái gì trước đi. Rồi mình sẽ giới thiệu trước các bạn nha. Rồi đưa xuống đây. Rồi cho các bạn. Cái túi của DJI năm nay là cái túi chống nước nha các bạn. Túi chống nước đầy đủ. Đây, DJI Mavic nha các bạn. Đó, cái túi này tất cả các cái bên trong rất là đẹp nha các bạn. Đây, mình có thể cho các bạn. Cái này các bạn có thể đeo và cầm đi rất là tiện. Đó, rất là tiện các bạn. Đó, có dây. Đây, rồi giờ mình sẽ mở cái bộ này ra cho các bạn xem nha. Đây, bộ này. Đây, mình sẽ mở cái bộ này ra cho các bạn xem. Wow, các bạn. Ồ, thấy đẹp chưa? Đây, đó. Đây. Đó, mình sẽ cho các bạn. Đây, trước tiên là em Mavic E2 của chúng ta. Đây, đó. Nhìn ra rất là đã các bạn. Còn tem guarantee đầy đủ hết các bạn. Đây, để đây. Rồi tí mình lấy thêm đường hầm nha. Rồi, đây là gồm có cái gì trong này đây. Để mình sẽ lấy đường hầm ra cho các bạn xem. Oh, đây, đây đó, mình để ra từng món đi rồi mình mở cho các bạn xem nha. Đó, ở trong này còn cái gì nữa không đây? Đó, nó rất là đơn giản và gọn các bạn. Rồi, để mình coi bên trong này có cái gì đây. Rồi, bên trong này còn có các cái đồ này mình lấy ra hết rồi mình gắn vô lại cho các bạn xem. Đây, đó, các cái hỗ trợ nè. Các cái cáp này. Và đây là cái hai cái núm xoay tích nha các bạn. Rồi, trong cái túi này chỉ có vậy thôi. Rồi, bắt đầu mình sẽ mở cái. Đây. Các bạn biết cái này là cái gì không? Đây là cái remote control. Đó, mình sẽ mở cái remote control này cho các bạn xem. Đây. Đó, remote control nè các bạn. Đây, rất là đã. Đây, bấm vô mở rồi. Chưa. Rồi. Đó, y chang như các cái dòng kia thôi, DJI kia là bấm cái. Đây các bạn nhìn thấy cái bộ điều khiển không? Rất là đẹp các bạn. Đó, nhìn mượt mà, rất là đẹp. Đó, đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đây, hai cái phím này. Cái này là cái đồ điều khiển joystick nè các bạn. Đó, là gắn vô đây khi các bạn cần rút ra và dặn vô thôi.
À, nó rất là đơn giản hả các bạn. Đó, nhận vô thôi. Rồi, này các bạn đưa ra, ngón tay đưa ra. Xong để vô nè các bạn. Đó, rất là đơn giản và đẹp không? Đó, năm nay dòng cái điều khiển của DJI nhìn hơi to vậy thôi nhưng mà tính ra là cũng vừa tay. Đây các bạn nhìn thấy đây là cái chỗ mà chụp hình và ghi hình. Đây. Và ở đây điều chỉnh cái camera. Đây. Còn ở đây là trên đây là các cái phím nè các bạn, mở nguồn nè. Bay chế độ bay thường này, bay sport này, return to home này, đó, các cái đèn, đó, các cái chế độ chuyển đổi nè. Đây. Và cái năm nay thì các bạn nhìn thấy ở đây không có găng tay, nhưng mà ở đây là nó có cái bộ chuyển ra để cho các bạn nhìn thấy nè. Đây. Đó, để các bạn gắn cái điện thoại lên trên này. Và ở đây có hai cái cổng cáp tai si để gắn điện thoại vô nha các bạn. Đó. Rất là gọn gàng. Rồi, giờ mình sẽ lấy từng cái bộ phận ra để cho các cái phụ kiện ra cho các bạn nha. Các bạn xem. Đây. Đây là cái bộ cáp. Đây, bộ cáp sạc các bạn. Rồi, đây các bạn, đây là cái pin nè. Đó, bây giờ là một cục pin nè các bạn. Đây. Rồi, mình sẽ lấy thêm một cái ở trong còn cái gì nữa nha. Đây. Đây là cái adapter của DJI. Đây, adapter để các bạn cắm sạc nè các bạn. Nó có hai cổng, một cái cắm USB để sạc cho cái remote và một cái để cắm. Đây, các bạn. Đây là cái remote cái đầu sạc pin của DJI này đó các bạn. Đây. Đó, đây cái cổng nè các bạn. Đây. Đó, cái này để cắm vô pin. Đây, mình để đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy tiếp ra. Đây còn cái gì nữa không nha. Đây. Trong này là đây một pin nữa, là hai pin nha các bạn. Đây, hai pin. Đây. Còn cái bộ này để mình coi cái mút đệm gì thôi. Đây. Rồi. Trong cái hộp này hết rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy tiếp cái bộ cánh. Đây, bộ cánh nó sẽ nằm đây. Đây, trong cái túi cái hộp nãy mình mở ra đầu tiên. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, bộ cánh nè các bạn. Đây, đó, bộ cánh ở trong này để mình mở ra luôn cho các bạn xem là bộ cánh gồm có bao nhiêu cái cánh. Đây, các bạn nhìn nè. Đây. Có tất cả nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6. Đó, 6 cái bộ cánh nha các bạn. 6 cái. Đó. Rồi, rồi còn gì nữa không? Trong này thì có các cái sách hướng dẫn DJI. Đó, rất là nhiều. Rồi, rồi bên trong còn gì nữa không? Đây. Sáu hồi nãy là 6 bộ cánh này đúng không các bạn? Giờ ở đây sẽ còn có thêm 3 bộ cánh nữa. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây có đó, tới 6 bộ cánh nữa nè các bạn. Đó, hay DJI họ dư thêm cái này cho chúng ta. Đó, một sản phẩm. Đây. Đó, cho bạn xem các cái bộ cánh này. Đó. Rồi. Rồi, trong hộp này không còn cái gì nữa các bạn. Đây. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái này nha các bạn. Đây. Ồ, còn thiếu, hình như là mình thấy còn thiếu cái bộ filter thì phải. Ồ, trong này chưa thấy cái bộ filter nè. Để mình coi cái này là cái bộ cáp nè. Đây. Bộ cáp. Rồi, filter đây rồi. Đây, hộp filter nè. Đây, cái bộ này là bộ cáp nè các bạn. Đây. Giới thiệu các bạn này bộ cái cáp chuyển đổi đây. À, bỏ cái bộ cáp ra cho các bạn xem. Đó, cáp hai đầu đó các bạn, để cho các bạn nối giữa Type-C Lightning. Đó, rất là gọn nha các bạn. Cái bộ cáp đó. Đây, rất gọn. Đây, hai đầu. Đây là cáp C to USB. Đây. Còn cái cổng cáp này là cổng cáp C to C. Đó, cáp C2C nữa các bạn. Hai cổng cáp. Đây. Còn đây là cái cổng cáp Type-C để cho các bạn cắm vô sạc pin.
cắm sạc vô cái remote nha các bạn. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi. Đây. Đây là cái filter, bộ filter. Đó. Gồm có 3 cái filter để cho các bạn chụp hình nó được quay phim sẽ đẹp hơn. Đó, bộ filter rất là đẹp các bạn. Đó, bộ 3 filter. Đó, nhìn không? Rất là đẹp các bạn. Filter này dòng filter này cho các bạn xem nè. N16, 64 và N256. Đó. Để cho các bạn chụp các cái hình ảnh rất là đẹp. Đó. Rồi, để tạm thời đây, tại giờ chưa sử dụng tới cái filter. À, à, đây, để cho các bạn xem. Đó, rất là hấp dẫn không? À, quá trời à, phụ kiện này. Còn đây là cái Zotic hỗ trợ thêm, là tăng cường thêm. À, à, rồi, giờ mình sẽ lấy cái gom các cái này vô để cho các bạn nhìn thấy được nha. À, bộ cánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái đây, đây là cái gì các bạn biết không? Đây là cái bộ sạc 3 pin. Đó. Đây là cái bộ sạc 3 pin. Đó. Đây mình sẽ bộ mở ra cho các bạn xem cái bộ sạc 3 pin. Rồi, rồi đây các bạn, đây là cái bộ sạc 3 pin nha các bạn. Mình để bộ sạc 3 pin này. Đó, cho các bạn nhìn thấy cái bộ này là bộ filter. Đây, bộ filter. Còn này là gì đây? Để mình mở ra xem nha. À, cái này là cái cổng sạc đơn nha các bạn. Đó, cổng sạc đơn. Đây, đó, nó có đủ bộ hết nha các bạn. Đây. Và cái miếng mút này, cái mút này là để đệm nè các bạn. Đó. Rồi. Đây, rồi mình mở luôn các cái cọng cáp cho các bạn xem. Đây. Cọng cáp này là cọng cáp để cắm sạc nha các bạn. Cắm sạc đây nè. Rồi, cọng cáp. Đó, cọng cáp cắm cáp vô sạc nè. Đó, khi các bạn đi các bạn có thể cắm sạc vô. Và ở đây là cái cổng mà Type-C để cho các bạn cắm vô để sạc cái cho cái remote nha các bạn. Đây. Đó, chúng ta xây các bạn. Đây. Đây, các bạn thấy không? Đó, chúng ta xây là cắm vô cái remote này. Đây. Mình sẽ cắt cái này qua một bên. Đó. Đây nè các bạn, chúng ta xây cắm sạc ở đây. Đó, thấy không? Nó đơn giản và nó các cái cạnh rất là chắc cú. Rồi, bây giờ tạm thời mình để qua đây để mình sẽ gắn các cái cánh vô cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ gắn cái cánh cho các bạn xem. À, rồi. Rồi, để trước tiên chúng ta phải mở cái càng máy bay lên nha các bạn. Mở cái càng nè, mở càng trước nè các bạn. Đây, càng trước. Rồi, xong rồi các bạn tay nhẹ kéo dưới lên. Đó. Đó, nhẹ tay các bạn, cái này mạnh tay cũng được mà không sao hết. Đây, nhẹ tay kéo lên. Rồi, trước tiên mình sẽ gắn các cái cánh vô. Thì trước tiên các bạn phải tháo bốn cái nút này ra. Bốn cái nút mút để bảo vệ ra. Đây. Đây. Để trước tiên mình gắn các cái cánh là các bạn hãy chú ý. Khi mà các cái đầu cánh ở đây thì cái cánh nào mà có chấm trắng thì các bạn sẽ gắn vô cùng với cánh chấm trắng và các cái đầu trắng này nè thì các bạn gắn với cái cánh trắng. Cánh có sơn trắng và cái đầu này thì các bạn sẽ gắn với cái cánh không có sơn. Đây. Rồi mình sẽ gắn cái cánh đầu tiên nha các bạn. Để mình, đây, mở cái bộ cánh đầu tiên cho các bạn xem. Cánh rất là đẹp các bạn. Cánh này rất đã. Đây. Đây, cái cánh này là không có trắng nè các bạn. À, cánh trơn nè. Đó, để vậy thì các bạn gắn vô đây. Đó, nó rất là đơn giản nè các bạn. Đó, đó, xong, đơn giản không? Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là đơn giản. Đó, rồi, tất cả các dòng của DJI là các bạn đều gắn theo cái nguyên tắc này hết. Thì là các bạn sẽ gắn được thôi, chứ không có gì khó hết. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy thêm bộ cánh này. Đây, bộ cánh này nè, không có sơn trắng nè. Thì mình sẽ gắn đối nghịch với cái này. Rồi, bạn nhìn thấy nè. Đó. Các bạn để xuống, xoay cái.
đó là xong. Đó, đơn giản không? Đó, đơn giản chưa? Rồi. Rồi, bây giờ còn hai cái cánh màu trắng nha các bạn. Mình sẽ kiếm hai cái màu trắng. Đây, mình sẽ kiếm hai cái có sơn màu trắng. Rồi mình mở ra hai cái sơn màu trắng. Cái này là nó màu cùng màu nè. Cùng màu nè. Đây, đây có hai màu trắng này. Đây, màu trắng nè các bạn. Màu trắng nè. Đây, mình sẽ gắn vô cho nó đúng. Đó. Đó, các bạn phải gắn đúng cánh nha các bạn. Tại nếu các bạn gắn sai cánh không bao giờ gắn vô được. Đó, phải đúng cánh mới gắn vô được nha. Sai cánh là không bao giờ gắn được nha các bạn. Để mình test thử cho các bạn nè. Này. Cái cánh này là mình phải gắn vô đúng màu trắng nè. Bây giờ mình tháo cái thằng này ra, mình gắn qua đây. Nè, các bạn thử không bao giờ gắn được nha các bạn. Đó, nè. Đó, không bao giờ gắn được. Đó, nó bung ra ngay. Còn nếu mà các bạn gắn đúng á, các bạn để vô vậy. Nha. Đó, xoay khóa là xong. Đó, đơn giản không? Còn đúng cái cánh màu của nó thì các bạn để vô nè. Đó, bạn để vô. Đó, để vô. Các bạn ấn cái, các bạn xoay qua. Đó là xong thôi, đơn giản không? Đó, đơn giản không? Đó, cái vấn đề gắn cánh này có nhiều bạn, nhiều khi xài thì ở các cửa hàng thì người ta đã mua cho các bạn, đã gắn sẵn cho các bạn thôi. Còn ở đây, đây, mình gắn cho các bạn rất là dễ. Nào, các bạn cứ nhìn nè. Có sơn màu thì mình gắn theo sơn màu, còn không sơn màu thì mình gắn theo không sơn màu. Đó, bạn để đây. Đó, nó đơn giản, quá đơn giản. Đó. 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 Rồi, đó. Các bạn bung cánh ha. Đó, thì bài bung cánh thôi. Nào, nó đơn giản không? Đó, các bạn nhìn thấy cánh rất là đẹp. Đó, một cánh. Và còn lại chúng ta còn lại là bao nhiêu cái cánh này? 2 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh, 8 cánh, còn 8 bộ cánh nha các bạn. Đó. Có nghĩa là mua cái bộ combo thì các bạn được 2 4 6 8 cái bộ cánh và 4 cái bộ cánh này tất cả là các bạn có 12 bộ cánh tất cả. Đó, các bạn thấy không? Đó, cho nên để cho các bạn sử dụng nè. Thì ở đây để mình coi coi có bao nhiêu cái cánh trắng nè. Cánh trắng nè, cánh không, cánh đen nè. Đây, cánh đen nè, cánh đen nè. Để mình coi coi. Đây. Cánh đen đây nè, cánh đen đây. Và cánh trắng đây. Cánh trắng đây. Và cánh trắng đây. Tức nghĩa là DJI đã cho chúng ta dư 3 bộ tất cả, một bộ gắn vô máy bay và hai bộ dự phòng nha các bạn. Đó, cho nên là các bạn xài rất là yên tâm. Đó, trong cái bộ cánh này. Đó, thấy không? Đó. Đây, các bạn nhìn thấy không? Rồi, nãy giờ còn một cái quan trọng nữa là mình chưa có tháo cái gimbal. Đây. Đó, mình sẽ bắt đầu mình mở cái gimbal cho các bạn. Đó, bạn bật lên nè. Mình chưa có tháo tem. Đây, mình sẽ tháo tem nha các bạn. Tháo tem các bạn mới mở gimbal được nha. Đó, gimbal, đó, guarantee mà, còn guarantee. Đó, các bạn bật ra. Còn đó, các bạn bấm lên cái là nó tháo gimbal ra thôi. Còn khi mà các bạn không sử dụng được, các bạn để vô lại thôi. Đó, nó cũng các bạn nào xài Mavic 2 rồi thì xài nó y chang nhau thôi. Nó cũng không có cầu kỳ gì hết. Đó. Thì đó, đây mình mở ra cho các bạn xem. Đây gimbal nè các bạn. Đây, các cái chụp của gimbal. Đó. Thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Rất là mượt mà. Và mình cũng giới thiệu các bạn đây. Cái dòng DJI Mavic Air 2 thì có cảm biến bụng nè các bạn. Có hai cảm biến bụng và cái đèn ở dưới bụng. Đây, các cái cảm biến luôn các bạn. Đây, và ở phía trước thì có hai cái cảm biến phía trước để tránh va chạm đụng. Rồi, còn cái phía sau. Đây, phía sau nó có cảm biến phía sau. Đó, dòng DJI thì không có cảm biến lưng cho các bạn. Đối với Mavic Mavic Pro 2 Pro và Mavic 2 Zoom thì sẽ có cảm biến lưng. Đó, còn cái dòng này thì không có, coi như là một cái bộ thu nhỏ của Mavic 2 Pro rồi các bạn. Đó. Và đây cũng cho các bạn xem, đây là cái chỗ mà khe. Đây, khe này là khe cắm thẻ nhớ đó các bạn. Đây, khe cắm thẻ nhớ. Các bạn cắm thẻ nhớ vô đây. Tại cái dòng Mavic E2 này thì sẽ có bộ nhớ trong là 8GB. Và các bạn có thể gắn theo máy được tới 256GB. Đó, các bạn có thể gắn đây.
Đây, mình đánh vô là thấy cho các bạn xem. Đó. Rồi, còn cái phía bên này thì là đây là cái chỗ mà các bạn lấy dữ liệu hoặc là sạc cho Mavic. Đây, cổng Type-C. Đó, các bạn có thể cắm vô đây sạc. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đó, nó cũng đơn giản thôi chứ cũng không có gì. Đó, nên là mình tại vì nó còn mới quá nên tay hơi run xíu các bạn. Còn mới quá. Nó chưa đây. Đó, nó rất là gọn các bạn. Nhìn nó nhẹ lắm các bạn. Đó, nhìn rất nhẹ và gọn không? Đó, và nhìn ha, rất nhẹ. Đó, nếu mà trên tay mình thì chỉ bằng cái bàn tay mình thôi. Lớn hơn Mavic Mini chút xíu nha các bạn. Lớn Mavic Mini chút xíu. Đó. Đây. Đó. Đây đơn giản và gọn các bạn. Đó, rất gọn ha. Đây. Đây, cho bạn xem ha, rất gọn. Đây. Và trên này là cái pin này còn cái guarantee luôn các bạn. Đó, chưa dùng tới. Đó, đây. Đây. Đó. Rất là gọn ha các bạn. Cho dừng lên. Rồi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình về giới thiệu unboxing cái Mavic Air 2. Hy vọng những video kế tiếp mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách setup về cài đặt và các cái trải nghiệm bay của Mavic Air. Thì các bạn thấy kênh mình hay thì vui lòng ấn nút subscribe bên dưới để ủng hộ kênh của mình, và bấm nếu mà thấy hay thì like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và hy vọng là sẽ cho các bạn xem những cái video hay nhất trong cái kênh Chung Lai Cam Sài Gòn này, và để có những cái đoạn phim hay về thành phố Hồ Chí Minh thì mời các bạn hãy xem những tập kế tiếp của mình. Thân ái chào các bạn.